Cái này thì nó là chụp, chụp nó khác, cái khẩu nó là nó dài hơn khẩu con khẩu và nó có một cái lỗ xuyên ngang. Đây, cũng giống như một cái khẩu, nó giống như một cái cốc như này. Một cái cốc là, đây là trong nó cỡ vào bằng sau này, nó có một cái lỗ như này để đút một cái thanh ngang dây này sang để đóng. Van thì gọi là van để đóng. Đấy, nên là cái đấy không gọi là cái khẩu. Khi mình đi làm cái đồ đấy, mình đi bảo dưỡng mới giặt là bắt buộc phải có. Nhưng lại sau này mình sẽ làm là một số trường hợp sẽ không dùng chụp, nhưng một số trường hợp nó sẽ dùng chụp, một số trường hợp không dùng chụp là gì, không dùng chụp thì nó sẽ dùng T. Cái T thì mà, như vậy anh nói rồi, T thì nó phải thuộc các loại T, đúng không? Còn cái bình nóng lạnh, bây giờ cái bình nóng lạnh thì nó cũng là một cái chụp giống như chụp máy giặt, nó cũng y nó như cái này luôn, như cỡ của con đấy, cái cỡ kích thước của nó to hơn khi mình đi làm là phải có. Còn không có thì chắc chắn là mình sẽ không làm được, đúng không? Thế nên là mình cần phải làm đầy đủ, mình khi mình có là yêu cầu là cái đấy là đầy đủ mình làm được. Còn cái mỏ led thì là cái tác dụng mỏ led thì nó nhiều tác dụng lắm, đúng không? Nhưng khi đi làm là bắt buộc phải có điều hòa. Đi làm nếu nói là vậy là điều hòa không phải có. Chứ còn nếu như không có thì không làm được. Đấy. Vì nó một cái giữ và một cái để đẩy, một cái để giữ lại khi mình vặn sắt con là mình phải giữ lại một đầu, mình phải vặn lên thì bắt buộc phải có. Còn nếu như trong trường hợp không có, mình có cái kiếm nước, mình sử dụng một kiếm nước cũng được. Đấy. Kiếm nước là gì? Cái mà khi mình sử dụng cái kiếm nước đó là cái kiếm để dặn giống như một cái kiếm chết, mình giữ lại một vật nào đó và một vật bên kia cố xoay cố định, một vật giữ chết và một vật xoay, đúng không? Đấy. Tiếp theo cái bộ như bộ lục lăng thì vừa anh đã nói rồi, bộ lục lăng thì sẽ dùng rất nhiều về điều hòa, đúng không? Về thì khi mình dùng về điều hòa thì mình sẽ phải có một cái bộ lục lăng hoặc bộ hoa thị, sẽ có thể gọi là thể làm khi mình làm điều hòa mình dùng để mở ra thì mình có thể dùng được, đúng không? Hai cái thì nói chung dùng như nào thì do người thợ kỹ thuật, chứ mình cũng không thể nói là lấy được, không thể nói là mình nhất thiết là phải dùng cái này hoặc cái kia, nhưng khi người ta đã biết sử dụng rồi thì nó sẽ rất dễ, nó không phải là quá khó. Còn dùng như nào thì để là tiện nhất, nó dễ sử dụng nhất thì bao giờ cái đồ mà mình gọi là đồ chuyên dụng thì bao giờ nó sẽ dễ dùng nhất rồi, đúng không? Có những cái nó không chuyên dụng thì sẽ khó dùng. Còn cái bộ thì anh đã giải thích rồi, đúng không? T khẩu thì biết rồi, đúng không? Biết cái bộ mỏ kho chưa? Còn thì em đi qua những cái quán thui vịt, nói chung nó lắp vào đầu mình ra để nó cũng giống như nó tương đương với mỏ hàn, nhưng mà nó lại không dùng bình oxy, nó lắp trực tiếp lên bình ga mini làm cò. Cái bộ đấy là rất thông dụng, bộ mỏ kho đây là nó sẽ tác dụng, nó dùng nhiều thứ lắm. Mỏ kho đấy thì chẳng hạn như mình đi làm điều hòa thì mình có thể mình dùng bình oxy thì nó đỡ lách cách. Đấy này, cái đấy thì em ghi tác dụng khi đi hàn điều hòa hoặc kho dàn nóng dàn lạnh. Được chưa? Còn cái qua hàn này thì qua hàn đồng này thì sẽ dùng trên mỏ kho được, mỏ kho mình sẽ dùng được bằng cái qua hàn đồng đấy. Còn cái qua hàn sắt này thì mình đa số thì mình chỉ dùng một khi mình hàn oxy và mình dùng hàn sắt và đồng với nhau, thì buổi mai kia thì em sẽ được thực hành và tự tay em phải làm cái đó đấy, và phải hàn cũng giống như mình làm cái tủ ở đây, cái tủ đi này
cái hàn the, chất hàn the là chất làm gì? Cái hàn the này của mình là không phải học tập hàn the ăn. Đấy, không nhiều người tưởng là mua hàn the cho bún ăn, cho giò ăn đâu nha. Cái hàn the nó là chất làm sạch, nhưng không được lạm dụng mình quá nhiều hàn the. Vì thực tế khi mình hàn mình chỉ cho một tí thôi là nó sẽ sạch rồi. Nó gọi là chất làm sạch mà. Mình cho nhiều quá thì đâm nó lại đóng 70%, thậm chí khi hàn mãi nó chả kín nữa. Đấy, cái đấy là cái hàn the mà gọi là tác dụng để làm sạch. Bộ của hàn thì thiết nghiệm mất rồi nhỉ, oxy thôi qua học sau. Đấy. Còn về dùng cái đồng hồ ga, đâu là đồng hồ ga đây em cầm đi, đồng hồ ga em cầm vẽ cho anh cái đồng hồ ga xong một trang, vẽ ra đi, lật sách này, bây giờ vẽ ra không biết lúc sau này không biết sử dụng ra như nào, ra một trang khác không có vẽ. Mà cách sử dụng đồng hồ ga, cách sử dụng đồng hồ ga đấy, cứ vẽ ra đây cái đồng hồ nó như là thì vẽ nó ra.